Uh, hi xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với clip tiếp theo của mình thì ở clip này mình sẽ share cho các bạn cái mã code 100% là không xảy ra lỗi ha. Mình đã fix lại cho các bạn và mình đã uh, thêm một vài cái uh, thêm cũng như là sửa ha, cũng như sửa cái 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 code này để cho các bạn có việc có thể là làm đồ án hoặc là các bạn có thể là uh, bán ha uh, kinh doanh. À, dựa theo các mã code của mình, à, rồi bây giờ mình demo ha, đây trang home pay nè, bây giờ các bạn có thể thêm các sản phẩm ở trên trang home cũng như là gì, à, đây mình chỉ có sản phẩm ở tay cầm chơi game còn màn hình game mình chưa có ha, có tâm tay cầm chơi game thôi, thì các bạn vào danh mục nè cũng có thể thêm giỏ hàng, Đó. Đó, cũng có thể thêm ha, cái màu trắng nè đi đến giỏ hàng, Đó, nó thêm cho mình cái màu trắng ha. Đó. Rồi cũng như là thêm cái gì trên thương hiệu mình mình sửa hồi xưa là thương hiệu sản phẩm nhưng cũng như là danh mục sản phẩm. Đó mình sửa lại rồi ha. Rồi trong cái trang chi tiết nào bạn, trong cái trang chi tiết ha, mình cũng đã thêm cho các bạn là bằng Ajax luôn ha, mình đã thêm cho các bạn bằng Ajax. Rồi, có thể là xóa sản phẩm nè. Đó, xóa tất cả sản phẩm ở trong giỏ hàng nè. Đó. Rồi, sau, khi, sau khi xóa xong bây giờ mình thêm lại ha mình thêm lại đó cái mã này cái mã code này mình sửa lại rồi nó không có lỗi đâu các bạn xấu nè đó thêm à, à, còn vài chức năng nữa mình chưa có hướng dẫn các bạn kịp ha các bạn cứ đau cái suột này về để các bạn tham khảo cũng như là làm đồ án ha rồi à, các bạn tham khảo để mà dựa trên cái suột này các bạn có thể là xem những cái clip tiếp theo của mình đỡ cái tránh cái trường hợp nó bị lỗi ha đó à, rồi ví dụ như mình thêm nhiều vào để mình à, tính tiền ha Bây giờ mình thử thêm nè. Rồi, thêm ha. Mình thêm năm sản phẩm đi các bạn, thêm xong sản phẩm đi. Rồi, bây giờ nha, năm sản phẩm này bây giờ mình update nè. Đó, cập nhật giỏ hàng ha. Ok, tính năng cập nhật là ok nha. Bây giờ tính năng nhập nhập mã giảm giá mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi đó ha. Đó là cái mã giảm giá nè, mình có là giảm theo tiền hoặc giảm theo phần trăm mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Rồi, mình nhập cái mã này vào, đó, nó tính mã giảm giá nè đó mà em giá rồi xóa mã xóa mã được luôn ha ví dụ như mình nhập sai thì sao chính mã giảm giá nè đó đề là mã giảm giá không đúng ha đó rồi, nhập mã vô mã giảm giá cho mình đó có mã giảm giá nè giảm trăm k nè bây giờ mình thử giảm mình nhập ha mình thử giảm 10 phần trăm đó thì các bạn nhập mã mới thì nó nhận mã mới nha chứ nó không có nhận chồng mã ha à, ví dụ như là à, nhập vào tính mạng giá ha giảm 10 phần trăm nè đó giảm là giảm 630 nè 6 triệu 3, 3 giảm 63 ha còn bao nhiêu đây tiền đó rồi bây giờ mình thử đặt hàng ha mình đặt hàng thì khi mình đặt hàng mình chưa đăng nhập mà đúng không mình chưa đăng nhập rồi mình thử chức năng đăng ký nè ví dụ như đăng ký anh Hiếu đẹp sai rồi 123 ví dụ vậy rồi đẹp sai 123 gmail.com rồi mật khẩu 123 phone là rồi ok đăng ký nè thì sau khi đăng ký bạn quay lại cái gì table customer này có là anh hiếu design nè vừa mới đăng ký ha rồi thì khi các bạn đăng ký xong thì mặc định nó chuyển cho các bạn tới cái trang là thanh toán mua hàng nhưng mà bây giờ mình thử đăng xuất mình thử cái đăng nhập tài khoản này ha bây giờ đăng nhập tài khoản này đấy rồi một hai ba bốn năm sáu đăng nhập đó thì oh. phải một hai ba bốn năm sáu không ta một hai ba bốn năm sáu nè anh customer email tài khoản và mật khẩu Ủa? À, cái này chắc mình sai đó bạn hai hoa năm sáu nó phải là mã hóa như như trên kia tại mật khẩu mình để trùng nhau mà rồi không sao cả ha đó, là coi như đăng ký thành công rồi các bạn đừng lo ha một hai năm sáu không thôi các bạn đa về các bạn cài đặt và các bạn test tử ha rồi bây giờ mình thử nha mình tính phí vận chuyển nè đó những cái mà phí vận chuyển mà mình đã hướng dẫn cho bạn á nếu mà có à, có mà các bạn thêm phiếu chuyển vào ở đây nè thì nó tính theo giá tiền này còn những cái mà ngoài luồng mà các bạn không thêm vào cái bảng này á thì mặc định á nó sẽ ha thì mặc định á thì nó sẽ là tính là 25 mươi lăm ha 25.000 hoặc là 10.000 mình đã hướng dẫn các bạn code rồi ha. Đó nếu mà các bạn nào chưa hiểu á, thì có thể xem lại những cái clip mình đã hướng dẫn ở trong danh sách của mình đó. Đó, danh sách phát của mình ha, để mình đặt ở dưới link ha cho các bạn dễ tìm đó tính phương chuyển nè đó phiên chuyển là 50.000 à, 50.000 nó có trong cái bản này các bạn nè 50.000 nè Hà Nội Ba Đình Phúc Xá nó có trong bản 50.000 đó rồi bây giờ nhập à, bản giá xong rồi bây giờ là mình à, à À, điền thông tin gửi hàng luôn ha điền thông tin gửi hàng à, ở đây đáng lẽ nó có một cái nút nữa là ví dụ như thông tin gửi hàng mà trùng với thông tin người đặt hàng thì mình chỉ click vào và cái cái bóc này nó biến mất thôi ha cái những cái thông tin điền thông tin này nó biến mất thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những clip sau ha bây giờ điền thông tin là anh hiếu nè hiếu đẹp sai nè người gửi hàng là gì điền email ha hiếu đẹp sai rồi họ có tên là hiếu tấn đi rồi à, địa chỉ gửi hàng đây rồi số điện thoại nè rồi à. nhanh nha mày đó nhanh nha mày rồi bây giờ là nhận mình nhận tiền mặt ha rồi bây giờ mình xác nhận đơn hàng nè thì khi xác nhận đơn hàng nó có một cái pop up nó kêu là đơn hàng sẽ không được hoàn trả khi đặt bạn có muốn đặt hay không cái này là cái thông báo thôi thì các bạn tùy theo các bạn thêm thông báo nào cũng được tại vì mình mình đã hướng dẫn các bạn rồi ha đó đóng rồi là có chưa mua ha đơn hàng chưa gửi làm ơn hoặc tức đơn hàng đó ví dụ vậy tại vì cái này nó nằm ở dưới cái phần uh, uh, dưới cái phần layout này nào các bạn đó dưới cái phần giác này nằm dưới đây nè ha à, đó mình sử dụng là squid alert đó. mình đã hướng dẫn cho bạn rồi ha ở cái bài bảy mấy sáu mấy gì mình cũng không nhớ nữa đó cảm ơn mua hàng nè rồi sau khi đặt hàng thành công thì mình các bạn đợi tí xíu nó sẽ reset là nó xóa hết tất cả mọi thứ cho mấy bạn À, rồi bây giờ mình vào đơn hàng nè à, quản lý đơn hàng thì bây giờ là 11 giờ 55 đêm đúng ngày 26 tháng 5 nè bây giờ mình sẽ xem đã xem đơn hàng nè đúng ha địa chỉ nhận hàng thì xa nhanh nha mày nè ghi chú nè ha, hình thức làm tiền mặt rồi à, chưa xử lý bới về là đơn hàng mới ha cái bài này là bài mới nè đó mình đã hướng dẫn cho bạn ở cái này là bài mới bài 86 87 gì đó đã xử lý giao hàng thì đã xử lý thì mặc định nó sẽ lấy số lượng tồn kho nó trừ cho cái số lượng này và thì nói gì nó sẽ không có cập nhật hàng ha rồi ví dụ như là hủy đơn hàng nè hủy đơn hàng hủy đơn hàng thì sao đó hủy đơn hàng các bạn có quyền cập nhật lại đơn hàng ở chưa xử lý nè chưa xử lý là sao chưa xử lý là nó sẽ lấy gì nó sẽ lấy số lượng này cộng lại số lượng kho rồi các bạn cũng có quyền là cập nhật nè. cập nhật số lượng số lượng trong cái gì trong cái giỏ hàng này ha. Đó, ví dụ như cái số lượng à 100 đi. Đó, các bạn mua 100 cái đi ha. Đó, các bạn mua 100 cái mà nó lớn hơn cái số lượng kho còn á thì khi các bạn giao hàng á thì nó sẽ xuất hiện lỗi. Nè. Đó, nó xuất hiện lỗi là cái gì? Cái này nè. Cái dòng màu đen này là nó báo là cái số lượng mà khách mua nó lớn hơn cái số lượng mà đang tồn kho. Ha, đó là không có hợp lý. Đó thì các bạn chỉ việc là gì? Cập nhật lại cái kho hàng dựa trên cái sản phẩm này. Đó, ví dụ như là mình mua khoảng cỡ 10 cái thôi. Bây giờ mình cập nhật nè. Đó, kêu khách mua ít lại hoặc là các bạn đôn cái số lượng tồn kho lên bằng cách là các bạn qua lại bên sản phẩm. Các bạn sửa lại cái sản phẩm, cái số lượng kho còn này của bên sản phẩm. Đó, rồi, gia hàng nè đó cái này mình đã hướng dẫn các bạn là từng ly từng tí kỹ càng rồi ha đó rồi kể thêm cái phần in đơn hàng nữa bằng pdf mấy bạn in đơn hàng nè đó tổng là gì 5 triệu tám mấy bạn 5 triệu tám ha tổng giảm sáu trăm năm phí ship và gì 5 triệu tám trăm mười nghìn đấy đúng ha người lập phiếu người nhận ký tên gì đó là lập tự do hạnh phúc cái này mình hướng dẫn bạn cốt rồi đó rồi thì uh, clip này mình sẽ cho các bạn hoàn chỉnh một cái trục web thì các bạn có thể là gì thì các bạn có thể là hiệu chỉnh cái trục web này bằng cái uh, danh mục sản phẩm hoặc thương hiệu nào đó của riêng mình đó ví dụ như các bạn bán quần áo ví dụ như các bạn bán uh, uh, đĩa game mà các bạn bán bất cứ mặt hàng gì cũng được uh, quần áo thể thao thì các bạn chỉ việc là vào cái gì danh mục À, thương hiệu sản phẩm ba cái này thôi danh mục các bạn xóa danh mục và thêm danh mục mới thôi ví dụ như là các bạn muốn bán quần áo thì bạn thêm danh mục bán quần áo rồi thương hiệu thì các bạn thêm cái thương hiệu của cái của cái sản phẩm đó cũng như là sản phẩm ha đó thì các bạn chỉ việc thêm vào thôi đó rồi xin cảm ơn các bạn ha mong các bạn đăng ký kênh của mình để theo dõi những clip sau